Trong đoạn clip đầu cũng có bật mí đó, bé đó. Alexander Nguyễn. Bé mấy tuổi rồi? Bé hơn 5 tuổi, sắp lên lớp 1 rồi. Năm nay lớp 1. Ảnh là người nước nào? Người Mỹ. Ổng đâu? Học trường song ngữ. Không không, ông chồng á. Ông xã, ông chồng xã. Xã đi xa rồi. Ủa? Lớn lên, nó chạm được nhiều trái tim hơn, nó đến với nhiều người mẹ hơn. Và hôm nay là cái bài này giống như là fit hoàn toàn với câu chuyện của chị luôn. Cộng hưởng rất là nhiều, lần đầu tiên em thấy anh Huy khóc luôn á. Ủa sao vậy? Như vậy, nhân vật tiếp theo sẽ lộ diện, đó chính là Kỳ Đào Hoa. Nhưng trước tiên chúng tôi sẽ cập nhật lại ấn tượng đầu tiên của hội đồng cố vấn về Kỳ Đào Hoa như thế nào. Chúng tôi đã nhờ ngân hàng quốc tế VIB giữ giùm tới tận giờ phút này mới mở phong bì. Xin mời bị đổi đây Cun Ngầu ạ. Cái tay đầu tiên nè, cúp tay vàng nè, để xem độ nhạy như thế nào. Trật. Trật lắm. Mà trật sinh đôi luôn nha. Tiên cảm nhận được điều đó sao? Hồi hai anh em trật sinh đôi. Tóc tiên chắc chắn cũng phải rất quen thuộc với giọng này. Nhưng mà nếu vòng một tóc tiên nghĩ giống tôi thì chắc chắn là cái người này người ta làm tốt. Đúng người rồi. Người ta giả giọng tốt. Đây thưa quý vị, chúng tôi sẽ được công bố phong bì đầu tiên của ca sĩ Tóc Tiên. Ấn tượng đầu tiên về Kỳ Đào Hoa đó chính là ca sĩ Đoan Trang. Wow. Mà tôi tức thưa quý vị, người anh của tôi kể cả khi viết thư cũng không giấu được sự tự tin ngút ngàn của anh ấy. Vào đúng là anh em sinh đôi, nhưng có tiến hóa hơn tí xíu. Đó là ca sĩ Đoan Trang 100% khỏi chối. 100% khỏi chối. Ông bà có câu già đâu còn ngu đó. Tôi là tôi nói tê tê đó. Tê tê. Hai chữ tê. Để xem nha. Xin mời biệt đội áo đen Cun Ngầu của chúng tôi hãy đến với thời khắc này. Khán giả trường quay hãy cùng hô lớn khẩu hiệu chương trình ở giây phút này ạ. Đó là mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Sô cô la có phải là màu da không vậy? Ca sĩ nữ nhỏ con có da ngâm ngâm đen đen như vậy. Tóc tiên ngày xưa là idol của mình. Em bước vào nghề lúc đó chị đã là một cái tên tuổi rất là lẫy lừng rồi. Ngày xưa em đã từng thi bài hit của chị Đoan Trang. Phải là Đoan Trang thôi. Cái cách nói chuyện là của bà Đoan Trang đó. Ừ, Kỳ Đào Hoa ngồi cầm cái quạt giấy. Quạt giấy. Body rất là sexy. Gu người yêu của Kỳ Đào Hoa có phải là người nước ngoài không ạ? Gu âm nhạc của Kỳ Đào Hoa có phải là các bài hát mang giai điệu Latin không? Em có để ý chị có một cái luyến. Thì liệu cô Đoan Trang có làm thế không ta? Có chứ. Qua quyết phân dân giữa Thảo Trang và Đoan Trang. Ủa còn tiếng nè. Còn. Hết rồi. Hết rồi. Hết chỉnh tiếng rồi chị, em chào chị. Tiền chập tâm. Trời đất ơi. U là trời. Làm sao mà không biết được. TT. Đó thiệt luôn. Quá lâu mới có một cái chương trình mà tham gia mà vui vậy. Vui đúng không chị? Vui đúng không? Rất cũng vui luôn nè. Rất cũng vui luôn nè.
Hồi nãy tôi là người bình chọn cho Kỳ Đào Hoa ở vòng cuối đó. Nói để Trang tin là Trang đã làm một good job là bởi vì lâu rồi mình không nghe nhau hát. Nhưng mà rõ ràng Trang bây giờ đã rất là bình tĩnh, đầy đủ cái nội lực và cái sự tự tin để xử lý một bài hát, để yêu nó, cháy với nó. Tôi thích cái sự bình tĩnh của Trang khi xử lý bài hát lúc này. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Thảo Trang. Thực ra là lần đầu tiên em nhìn thấy chị, khi bước ra thôi em chưa nghe chị hát em lại đoán là chị Thảo Trang rồi. Cái nét đặc trưng của chị Thảo Trang nó không chỉ đến từ giọng hát, nó đến từ cái thần thái và cái body của chị luôn, không thể nào mà chật đi được. Nên rằng là khi mà đúng thật là chị thì em mới thấy rằng là rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Thảo Trang rất nhiều ạ. Cảm ơn em. Vâng, đầu tiên cho em gửi lời chào chị ạ. Em là Hoàng. Thực sự là em không có nhiều dịp để nghe chị hát. Ra em nể phục nhất và trân trọng nhất là vì em biết là chị sẽ cố tình hát hơi giống chị Đoan Trang, làm cho thậm chí là anh Thành, bản thân em và rất nhiều người khác xem. Thì đấy là một trong những cái phần em nể phục nhất. Em cảm ơn chị ạ. Em chào chị Trang. Cách đây rất là nhiều năm em có gặp chị hay hát acoustic ba, lúc em rất là thích đi nghe. Em đã ấn tượng rất là mạnh với chị. 15 năm rồi đó em. Dạ. Mười mấy năm rồi, chị Thảo Trang hát mấy nhạc Tây hay lắm. Yeah. Chị hát nhạc Alicia khi mà da gà em nổi lên từng cơn. Cảm ơn chị, đã rất lâu rồi em mới được nghe lại giọng hát này và kiểu như thế. Nói chung là cũng rất là nhiều cảm xúc. Tại vì đây là một cái cơ hội rất là lớn để cho mình ôn lại nhiều cái kỷ niệm, được gặp lại những người bạn của mình, rồi khoe cho khán giả truyền hình thấy là mình bây giờ đã thay đổi như thế nào qua một cái quá trình. Và yêu nghề hơn bao giờ thì đam mê thì mới đi đến cùng. Yeah. Cho dù có khó khăn đến mức độ nào đi nữa thì cũng trồi đầu lên lại. Thì đây là một cái sân chơi rất 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 là nhiều niềm vui, và Trang cũng như những cái bạn tham gia là đều rất là hồi hộp và kiểu tò mò như nhau, là đều muốn biết cái người trong cái mascot kia là ai. Cho nên cái màn mà mở cái mascot này ra cũng rất là thú vị. Trang sẽ về nhà xem tiếp cái chương trình và cùng cổ vũ cho những bạn thi còn lại. Wow. Và đặc biệt là bây giờ tôi sẽ lật lại những cái hình dành cho nhân vật Kỳ Đào Hoa. Những tập đầu có một cái hình là chị có xuất hiện là một cái công nhân. Hình này có thật ở ngoài đời hay không ạ? Có một cái thời gian mà trước khi Trang đi học tại nhà viện á, thì có 2 năm là sống ở Bình Dương. Lúc đó làm việc ban ngày cùng mẹ, còn buổi tối thì đi học bổ túc thêm. Rồi chấn thương là có không? Cái chấn thương là đi trượt tuyết thiệt. Bị 2 chân 2 lần luôn. Trời đất ơi. Mê mạo hiểm lắm. Chứ bây giờ có con rồi bớt chơi mấy trò mạo hiểm mà sợ. Một cái chi tiết mà em không có nhắc tới hồi nãy đó là cái chi tiết là Keep Walking. Một cái MV mà chị Trang cho ra mắt đúng không? Thì đó là em nhìn cái đó là em rồi, chị Trang rồi. Tình ý, đó là một trong những scene có trong cái MV dạ, nói từ đầu trong vừa ra mắt. À đó thì đó em nhớ. Cột mốc 15 là cái gì? 15 năm ca hát. Trời, 15 năm rồi đó hả? Time flies. Nhưng mà 15 năm chúng ta vẫn đứng đây là chúng ta phải hạnh phúc, là vì cái niềm đam mê lửa nghề của mình nó vẫn còn. Và Trang cũng rất gửi lời cảm ơn đến chương trình đã mời Thảo Trang để Trang có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với tất cả những bạn diễn, cũng như là đưa những cái phần trình diễn của mình, và rất mong quý vị khán giả yêu mến và ủng hộ những phần trình diễn này cũng như tất cả những người bạn cùng thi. Yeah. Trong cái tập 1 á, chúng ta để ý thấy là có một cái điều ước đó, chỉ có biết là cuối cùng ông trời không phụ lòng mình. Đó, thì mình chia sẻ xíu về cuộc sống ở nhà như thế nào ạ? Ngày xưa thì trẻ mà thì ước nhiều lắm. Khi mà bắt đầu đi hát thì bắt đầu ước mình nổi tiếng. Rồi sau khi nổi tiếng rồi thì có một cái ước mơ khác là ước mơ về gia đình nhỏ. Những cái hạnh phúc thì Trang có một đứa con trai rất là kháu khỉnh, rất là thông minh. Nhưng mà giờ Trang ở đây hay là ở nước ngoài? Nước ngoài Trang lâu lâu Trang đi thôi. Đó là cái điều mà hôm trước chị Harry Won hỏi làm tụi mình bị phân tâm đó, anh nhớ không? Nhưng mà ngày xưa đi nhiều thiệt. Vì đi nhiều cho nên ít có cơ hội mà sản xuất nhiều sản phẩm âm nhạc. Khán giả tăng lên comment đòi bài. Lo sản xuất em bé không là sao sản xuất âm nhạc được. Trong đoạn clip đầu cũng có bật mí đó, bé đó. Alexander Nguyễn. Bé mấy tuổi rồi? Bé hơn 5 tuổi, sắp lên lớp 1 rồi. À. Oh, vậy lớp 1. That's good. Ảnh là người nước nào? Người Mỹ. Ổng đâu? Học trường song ngữ. Không không, ông chồng á. À, ông xã, ông chồng xã. Ông xã, ông xã. Xã đi xa rồi. Ủa? Ba Alex là mất rồi. Nếu mà không có đọc tin tức thì không biết. Ủa? Có mất mấy năm trước rồi. Oh, I'm sorry. It's life. Yeah, mà chuyện gì xảy ra với ảnh? Tai nạn. Oh my gosh.
Xong hôm nọ Alex có nói một cái câu rất là cũng không biết tả sao. Mẹ, mình đang ở thế giới nào và mình sẽ đi đến một cái thế giới nào nữa, đúng không? Tại vì trước đó anh nghe bà ngoại kể cái gì về cõi tạm gì gì đó. Xong anh nói mẹ vậy. Xong em nói đúng rồi con, bây giờ mình ở tạm đây thôi. Xong mình sẽ đi đến một cái thế giới nào đó. Xong anh nói là ồ, vậy cũng vui. Vậy mình lên thế giới đó mình sẽ được gặp ba. Vậy mình lên thế giới đó mình sẽ được gặp ba. Nên thôi chúng ta rất vui vì gặp nhau được ở thế giới này. Ở một vũ trụ nào khác chúng ta sẽ lại gặp lại nhau. Không, chắc chắn là như thế. Vẫn luôn thích cái cách mà Trang nhìn cuộc sống á. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Trang là người luôn tích cực, luôn luôn biết cách đón nhận mọi thứ đến với mình một cách tự do. Cái gì nó đến với mình nó cũng có lý do của nó hết. Rồi thay vì bây giờ mình cứ ngồi để mình chịu đựng nó thì không, không. Chúng ta không chọn cách chịu đựng, chúng ta định nghĩa nó lại. Và hãy nghĩ nó là một trong những cái gì phải đến trong cuộc đời. That's it. Đây là trải nghiệm của cuộc đời mình mà. Yeah, that's right. Và yeah, yêu bạn. I love you. Love you. Love you, love you. Sẵn cái cơ hội này, Trang cũng nói đến cái ước mơ của Trang là đã trình diễn được với tất cả những người bạn diễn của mình. Đến thời điểm này, khi cái giọng hát của mình đã chín mùi và Trang biết là Trang có rất là nhiều khán giả luôn âm thầm ủng hộ, và đến khi Trang ra sản phẩm thì vẫn ở đó, vẫn rất là nhiệt tình, rất là trung thành. Trang gửi lời cảm ơn sâu sắc. Cái này là ước mơ của Trang và Trang muốn nói với con trai của mình là mẹ thực hiện những cái ước mơ của mình được, và mẹ muốn con sẽ luôn có những cái ước mơ riêng của con và sẽ cố gắng hết mình. Mẹ sẽ một phần hỗ trợ để con có thể chạm được những cái ước mơ của con. Và ca khúc này Trang cũng xin đặc biệt tri ân đến là mẹ của mình. Mẹ là một người hy sinh rất nhiều cho Trang, cho gia đình, cho con của Trang nữa. Đây cũng là một cái ước mơ của mẹ Trang, là con của mẹ nổi tiếng hát hay. Mẹ rất là tự hào khi mà Trang lên chương trình này nè. Mẹ và con trai đều được xem rất là tự hào. Thì Trang nghĩ là Trang đã làm một điều gì đó cho mẹ mình. Hứa rồi nha, hứa nha, sáng tác đó nha. Chấm cái demo. Nói chứ Trang cũng hiếm khi khóc lắm. Chỉ có khi nào mà nói về gia đình, cha mẹ con cái mình mới khóc thôi, hiếm khóc lắm. Sao tự nhiên nay mọi người xúc động hết vậy? Khi mà em viết cái bài này á chị, là em chỉ đứng ở góc nhìn của một người con, là em nghe câu chuyện của những bà mẹ và kể cả câu chuyện của mẹ em làm công việc này, nhưng mà vì anh hai em nên là mẹ em quyết định là ở nhà nội trợ và may ở nhà. Em cũng chỉ là viết ở một tâm thế của một người con, nhưng mà sau này khi bài hát này nó lớn lên, nó chạm được nhiều trái tim hơn, nó đến với nhiều người mẹ hơn. Và hôm nay là cái bài này giống như là fit hoàn toàn với câu chuyện của chị luôn. Cộng hưởng rất là nhiều. Lần đầu tiên em thấy anh Huy khóc luôn á. Ủa sao vậy? Lần đầu tiên tôi mới thấy luôn. Chưa bao giờ tôi đi làm show với MC Ngô Kiến Huy mà tôi thấy nó khóc hết trơn. Trời ơi. Sao vậy? À sao vậy? Sao vậy? Thôi coi như cái sự xuất hiện của mình trong chương trình này đã mang lại được một cái giá trị tinh thần. Dễ gì mà lấy được nước mắt hết cái vàng. Sao chị chọn bài này vậy? Thành thật nha, là cái lúc đầu là chị định hát một bài về cha, tại vì ba chị mất rồi. Và có chọn cái bài trong phim Thành á. Phim Bố Nhà của anh Thành. Nhưng mà bạn khác hát rồi. Đó, dòng đời đưa đẩy làm sao lại hát được hát về mẹ, lại được gặp em hôm nay. Cảm ơn chị luôn. Cảm ơn chị đã hết rồi. Cái bài này nó như là nó cộng hưởng câu chuyện của chị Trang á, là giống như là ngày xưa mẹ em cũng ước mơ vậy. Mẹ em cũng ước mà. Trời đất ơi. Ủa? Trời đất ơi.
đúng, cái bài hát này là nó dễ chạm đến mẹ của tất cả mọi người luôn à. Mẹ nào cũng hy sinh hết, mẹ nào cũng đang ước mơ cái gác dẹp qua một bên có con xong cái cho con hết. Tại vì ngày xưa mẹ em cũng có một ước mơ như vậy, cũng mong là sau này em sẽ viết tiếp ước mơ của mẹ em là làm nghệ thuật. Nên á, mẹ đang rất là vui rồi, happy rồi. Không sao, mẹ em sẽ rất vui với số tiền hiện giờ em đưa cho mẹ mỗi tháng. Em yên tâm. Em cảm ơn chị Giang rất là nhiều, bởi vì là bài hát quá tuyệt vời. Với lại là em thấy là cái màn mà lộ diện này nó đẹp quá. Vì tại The Masked Singer em mới được nghe chị hát bài hát này, với lại nghe câu chuyện của chị. Em không biết là cảm ơn chị rất là nhiều đã cho em cảm xúc thế này. Thì thường cái bài này á, nó hay với Trang là bởi vì á, Trang cũng đang rất là hot trong cái thời điểm của Trang. Một cái người phụ nữ mà đang trên cái đà danh vọng, tự nhiên có gia đình rồi mọi thứ dừng lại hết, nó mất rất là nhiều thời gian để lấy lại phong độ của mình. Tôi mới thấy rất là thương cho bạn của tôi. Tài năng có, sống rất là enjoy cuộc sống, hát cái nhạc cũng lạ nữa. Mọi thứ nó đang trên một cái đà phát triển tốt thì mọi thứ nó bị kẹt lại vì ước mơ của những bạn nhỏ. Cho nên hy vọng là lần này trở lại, quý vị khán giả yêu mến Thảo Trang thật nhiều.